Sau 30 năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Song giai đoạn tới đây, chắc chắn sẽ là một giai đoạn nền kinh tế phát triển mang tính thách thức cao. Nhằm giải quyết vấn đề nêu trên, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chương trình Diễn đàn Phát triển Kinh tế Việt Nam 2017. Thời gian ngày 27 tháng 6 năm 2017. Địa điểm Khách sạn Melia số 44 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.